chưa, quay chưa, quay chưa, quay chưa. Em quay, trời quá đẹp luôn ở nhà, quá đẹp luôn. Đây là cái con đường mà nó bán rồi đó hả? Gặp tao, tao cũng bán nữa. Thì em nghĩ ở đây có ai vô đâu không bán. Bán mẹ nó đi. Hôm nay hot boy hết bệnh rồi, chở mẹ đi chơi tiếp tục. Đây là cái con đường mà dân Sông Phan bán cho một người Hồng Kông nè. Bây giờ đang chuyện thưa tà le, chỗ nhà thờ đẹp quá. Thấy nhà không? Maserati kìa. Wow. Có một khúc này thôi á hả? Bây giờ mấy dân cư ở đây là phải đóng tiền cho cái người mua. Mua như nhiêu? Mua 90 ngàn phải không? Mua rẻ bèo như là 20 ngàn. 20 ngàn hay 80 ngàn gì. Giờ cái đáo đi đâu trong này nó kiện. Cái đường của nó bán cho anh ta. Bởi vậy. Nhưng mà bây giờ mấy người mà ở đây là phải đóng tiền lại cho cái người chủ mua đó. Vẫn còn đang kiện. Em đang nghĩ thì không làm được gì người mua đâu, chỉ có nước là điêu người ta mua lại thôi. Tại vì người ta mua hợp pháp. Nếu như mà thằng cái thằng mà đối với lại xã hội Mỹ thì một khi mà văn bản nó đã thực hiện giờ muốn lấy lại không có chuyện dễ đâu. Nếu như mà cái thằng nó mua rồi nó tức cù rồi nó muốn thì nó cứ mấy cái đường không nó, bán nó bỏ cái parking đúng. Meter vô đây. Ai à, muốn đậu đây là cứ phải trả tiền. Nhân nhà giàu mà nghĩ sao nó chịu đóng thuế đường trời. Để cho nhà nước bán mẹ cái miếng đất này đi. Thôi mình đi ra. Đẹp quá. Giờ mình đi chỗ khác mình chơi ha. Yes. Đi ra ngoài hay ngoài gì đó, ngoài cái cảng 39 á. Wow, trời ơi. Cái đường đẹp quá ông bà ông nội ơi. Đem bán mẹ 20 ngàn hả? Sao bữa mẹ nghe nói bán 90. Bán 90 ngàn. Bán 90. I remember 90 ngàn. Bây giờ dân ở đây là phải đóng tiền đường cho cái người mua đó. Rồi, nhà toàn như biệt thự không. Đúng không? Đó. Đây, con đường này nó ở San Francisco. Bây giờ đang kiện tổng. Ê, có khi nào ở trước mặt cũng là nhà chứ không phải là cái nhà thờ đâu. Ở trong này đang build nhà lại. Quá đẹp luôn. Dân này dân nhà giàu không á chứ. Trên cái news nó nói là cái thằng new owner nó kêu cái đám này chuẩn bị trả tiền nó bắt con lót cho nó. Vậy bữa nó vẽ bắt cái lót ra phải trả tiền nó thôi. Nhà này đẹp quá trời luôn. Thôi giờ mình đi ra biển chơi. Ok, hai mẹ con đi ra biển. Thoải mái chưa? Đã thoải mái. Thoải cái ý tò mò chưa? So funny. Nó nói rằng cái thằng new owner nói nó sẽ bắt cái đứa mà đậu trong cái này là phải trả tiền. Còn cái đám owner, mấy cái đứa mà own cái house ở đây mà không muốn trả là nó sẽ cho cái đám ở ngoài vô đây đậu. Có nghĩa là nhà thì nhà của mày nhưng mà hả? Đường của tao. Ôi có cái nhà nó đi coi Christmas show. Dễ thương chưa? Muốn vô đậu phải trả tiền. Được. Đành vậy thôi chứ sao? Đường gì? Này. Presidio. Presidio Terrace. Chờ con chút xíu nha. Đậu đây chút xíu. Bao quá. Ồ, cái nhà đẹp quá. Để con chụp hình cái tên của đường.
nay chủ nhật mà đường xá vắng tanh, có lẽ tại trời lạnh quá dân tình cũng lười đi, chỉ có hai mẹ con khùng khùng như mình là đi thôi. Đường ở Sơn Phan là nó lên như đồi núi vậy đó. Dân này khoái chạy xe đạp lắm. Thành phố này giống như Đà Lạt vậy đó, nhưng mà đẹp hơn Đà Lạt cái chục lần. Sạch sẽ, tiện nghi, cao cấp lắm. À, có một anh chàng đang chạy bộ. Khi mà con người ta tiện nghi quá thì lại khoái đi bộ, đi xe đạp. Còn dân nghèo của mình thì khoái đi xe hơi. Cái xe đó là nó cho mướn đó, mướn chạy vòng vòng sẵn phăng đó. Xe đó là thường là du khách nó mướn. Trời ơi, con tôi nó bỏ xe, nó mở cửa máy đi đâu trời. Dân tình này khoái với bộ lắm. Nhà này trang trí rồi em dễ thương quá. Chụp kia.